Thưa quý vị, nguồn cung khan hiếm, nhu cầu tăng cao khi các hoạt động kinh doanh trở lại. Điều này khiến giá lợn hơi tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Ghi nhận ngày hôm nay, giá lợn vẫn neo ở ngưỡng cao như trong tuần, đạt từ 90.000 đến 96.000 đồng mỗi kg và chưa có dấu hiệu là sẽ dừng lại trong những ngày tới. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang neo ở ngưỡng cao chót vót, từ 93.000 đến 96.000 đồng một kg và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều thương lái cho rằng những ngày tới giá sẽ tiến sát mốc 100.000 đồng một kg. Trong tuần, Hà Nam là địa phương ghi nhận có mức giá tốt nhất, đạt 95.000 đồng đến 96.000 đồng một kg. Các địa phương khác như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Hưng Yên và Lào Cai giá trong khoảng từ 93.000 đồng đến 94.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá lợn đã ngang bằng miền Bắc, đạt 95.000 đến 96.000 đồng một kg. Theo đó, Đồng Nai và Bến Tre hiện đang trên đỉnh giá 95.000 đến 96.000 đồng một kg. Các địa phương khác như Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và một số tỉnh miền Tây gồm Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ, giá lợn hơi trong tuần giao dịch được ở ngưỡng 90.000 đến 92.000 đồng một kg. Một vài tỉnh còn lại, giá nằm trong khoảng từ 88.000 đến 89.000 đồng một kg. Thưa quý vị, với tâm lý sợ dịch tả lợn châu Phi có thể tái diễn và việc Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài, nhiều hộ nông dân chưa dám mạnh dạn đầu tư vào tái đàn lợn. Bên cạnh đó thì việc sản xuất lợn giống hiện cũng chưa đảm bảo cung cấp cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu chỉ đủ để cung cấp trong nội bộ các tập đoàn chăn nuôi, đã khiến việc tăng đàn đang gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, với quan điểm chỉ đạo quyết liệt và những chính sách hỗ trợ tái đàn mạnh mẽ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tại các địa phương, tới nay cơ bản tình hình tái đàn đang được triển khai ở các trang trại, gia trại và các cơ sở chăn nuôi lớn. Đây là khẳng định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong lần kiểm tra việc tái đàn lợn tại Bắc Giang vào sáng nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhận định, tính tới tháng 9 năm nay, việc tái đàn ở các tỉnh sẽ bắt đầu ổn định và hiện tượng lợn giống có thể đảm bảo cho nhu cầu của người chăn nuôi. Hàng trăm con lợn thương phẩm đang được nuôi sau quá trình tự nhân giống của gia đình anh Hùng, tuổi từ 1 đến 2 tháng. Đây là số lượng anh còn duy trì được sau giai đoạn khó khăn khi dịch tả lợn châu Phi tràn qua. Ngoài ra, số lợn nái anh đã ổn định sản xuất giống, chủ yếu chỉ đủ cung cấp giống cho các trang trại theo chuỗi liên kết cho tập đoàn CG của Hàn Quốc mà anh đã ký hợp đồng trước đây. Còn nếu cung cấp ra ngoài thị trường cho người chăn nuôi ở địa phương thì anh chưa thể. Là mỗi một năm là sản xuất ra 15.000 heo con, trong đó có 7.500 tương đương độ 7.500 heo đực và 7.500 heo giống. Thế thì ngoài ra thì trại để lại tái đàn bổ sung, còn lại là cung cấp đến cho thị trường, là trong đó có người nông dân. Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, hiện tổng đàn lợn nái của tỉnh này chỉ còn khoảng 48% so với trước dịch tả lợn châu Phi. Việc sản xuất giống gặp khó khăn, con giống thiếu so với nhu cầu của người chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh. Tính chung toàn tỉnh mới chỉ đáp ứng được khoảng hơn 80% nhu cầu tái đàn, trong đó lại chủ yếu tập trung tại các trang trại có liên kết với các tập đoàn chăn nuôi. Đa số người chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh chưa thể mua con giống để tái đàn. Hiện nay cái khó của Bắc Giang đó là cái lợn giống. Nguồn lợn giống thì nó có những cái địa bàn thì nó cũng đang còn khó khăn, chưa đáp ứng được cái nhu cầu tái đàn của bà con. Thế và Bắc Giang cũng đang chỉ đạo, nhất là các cái tập đoàn chăn nuôi thì sẽ cố gắng là tạo điều kiện để đáp ứng được cái nhu cầu giống cho bà con. Để phát triển nhanh thì cái quan trọng nhất là phải có giống đủ số lượng đảm bảo chất lượng. Thì với 109.000 con cụ kỵ và 2,62 triệu con nái, mà với tốc độ chu chuyển như chúng tôi đã nói thì chỉ chậm đi một cái thời gian là tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2019 là không phối giống hoặc hạn chế phối giống, thì bước đầu những cái tháng này là thiếu giống, còn những tháng về sau giống sẽ cơ bản, từng bước cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Sau khi kiểm tra tình hình tái đàn tại Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định tháng 4 là đáy của thiếu giống lợn, vì các doanh nghiệp chỉ đang tập trung cung đủ giống trong nội bộ, thiếu nguồn cung cho các hộ chăn nuôi có quy mô một vài trăm con. Hiện phải ít nhất đến hết tháng 5 thì các cơ sở chăn nuôi sản xuất con giống mới đủ điều kiện để cung cấp ra ngoài các tập đoàn chăn nuôi. Do đó, trước tiên, người chăn nuôi nhỏ lẻ cần lưu ý tới duy trì an toàn sinh học,
tại các chuồng trại trống, chuẩn bị một vài tháng tới khi giá lợn giống xuống thấp thì mới có cơ hội tái đàn. Vâng, thưa quý vị, đến nay thì thịt lợn nhập khẩu với giá rẻ đã xuất hiện trong nhiều bữa cơm gia đình người Việt. Với việc được kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm, rất nhiều người tiêu dùng đã thay đổi cách đánh giá với loại thịt này. Nếu được giã đông đúng cách, chất lượng thịt cũng không thua kém gì so với thịt lợn thông thường. Tuy nhiên, để thực sự góp phần kéo giá lợn cao kỷ lục xuống mức hợp lý hơn, thì khối lượng thịt lợn nhập khẩu sẽ phải tăng cao gấp bội. Bởi trung bình mỗi năm, cả nước ta tiêu thụ khoảng 4 triệu tấn thịt lợn, con số hơn 50.000 tấn thịt lợn nhập khẩu trong 4 tháng qua quả là con số vô cùng khiêm tốn. Từ đó mà việc xây dựng các chính sách mới giúp đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn đang cấp thiết được đặt ra. Các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn cho biết, đa phần họ bán trên chợ mạng. Chỉ có từ 1 tới 2% được bán tại các siêu thị. Việc chỉ tiếp cận được trên mạng xã hội khiến cho nhiều người tiêu dùng e dè về nguồn gốc, chất lượng. Trong khi đó, các doanh nghiệp cũng không dám đẩy mạnh các đơn hàng nhập khẩu về. Hơn nữa, theo tính toán của các doanh nghiệp, thì hiện chi phí vận chuyển, bảo quản đến phân phối đối với thịt nhập khẩu còn khá cao. Thuế thì cũng đang là một phần, nó ảnh hưởng đến giá. Ví dụ như là cái thuế mình có thể là nhà nước hỗ trợ được. Đấy. Còn ví dụ cái cước vận chuyển, hoặc là lãi suất ngân hàng, nó ưu đãi hơn cho các doanh nghiệp được tiếp cận đến những cái nguồn vốn với lãi suất ưu đãi nhất. Trong khi đó, đến thời điểm hiện tại, khi mà vấn đề tái đàn vẫn gặp muôn vàn khó khăn do vốn và nguồn cung con giống, thì việc nhập khẩu thịt lợn vẫn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá là giải pháp nóng để bình ổn giá thịt lợn trong nước. Hơn nữa, nếu người dân có xu hướng tiếp nhận thịt lợn đông lạnh nhập khẩu, thì điều này cũng là sức ép buộc nông dân trong nước phải thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn và chất lượng hơn. Bởi người tiêu dùng sẽ lựa chọn những sản phẩm có chất lượng và giá cả hợp lý. Khi mà để có cân thịt lợn vào kho và ra thị trường, thì các nước làm theo một chuỗi khép kín. Con giống rất chuẩn, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, quy trình chăn nuôi, vệ sinh thú y và môi trường đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế. Trong quá trình phân phối ở trong nước cũng thế, mà khi nhập vào cũng thế, càng trực tiếp được thì càng giảm cái chi phí của khâu trung gian. Thế và đã giảm chi phí khâu trung gian thì người tiêu dùng có lợi. Cho nên là các doanh nghiệp nhập khẩu mà có hệ thống phân phối hoặc phối hợp với các đơn vị phân phối thì đấy là cái cách tốt nhất để đưa cái thịt lợn nhập khẩu vào. Để tháo gỡ khó khăn cho việc nhập khẩu thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao tương trợ tối đa cho những doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm những nguồn hàng hợp lý tại những nước xuất khẩu. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét sớm sở hữu chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với thịt lợn. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét chính sách cho những doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn vay vốn kinh doanh với tiền lãi ưu đãi. Tất cả các thủ tục hành chính về kiểm dịch, về kiểm tra chất lượng phải đảm bảo ngắn nhất, nhanh nhất và đảm bảo được cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là nhập 100.000 tấn thịt. Việc thịt lợn nhập khẩu được kiểm soát chất lượng tràn về Việt Nam với giá rẻ đã khiến trong tuần qua giá lợn hơi đã có chiều hướng giảm vài nghìn đồng một kg. Giá thịt lợn tại chợ dân sinh cũng hạ nhiệt hơn. Đây là những tín hiệu ban đầu cho thấy hiệu quả của việc nhập khẩu đối với bình ổn thị trường thịt lợn. Thưa quý vị, trong nhiều tháng qua thì người tiêu dùng đã phải mua thịt lợn với mức giá cao kỷ lục từ 150 tới 310.000 đồng một kg. Dù đây là mặt hàng thực phẩm thiết yếu, điều này tạo nên những sức ép lớn đối với ngành chăn nuôi, nhất là khi việc tái đàn lợn vẫn gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi và khan hiếm con giống. Và để bình ổn thị trường, ngoài khuyến khích tăng đàn, yêu cầu doanh nghiệp giảm giá lợn hơi về ngưỡng 70.000 đồng một kg, chính phủ còn yêu cầu gia tăng nhập khẩu thịt lợn để bù đắp vào nguồn cung thiếu hụt trước mắt. Trong những tháng vừa qua, nhập khẩu thịt lợn đã tăng tới hơn 300%, đạt hơn 50.000 tấn. Tuy vậy, con số này mới chỉ bằng một nửa chỉ tiêu mà chính phủ đề ra. Những ngày qua, thịt lợn đông lạnh cũng đã bắt đầu được bán trong các siêu thị, thay vì chỉ cung cấp cho bếp ăn tập thể hay là chế biến như trước. Ngoài việc hỗ trợ nhập khẩu thịt lợn thuận tiện hơn, thì thói quen tiêu dùng từ ăn thịt tươi sang thịt đông lạnh của hàng triệu người tiêu dùng cũng cần phải thay đổi nếu chúng ta cùng muốn chung tay bình ổn thị trường thịt lợn. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Trước hết thì mời quý vị cùng đến với những phản ứng của người tiêu dùng khi lần đầu tiên tiếp cận loại thịt này. 1 kg sườn nhập khẩu chỉ có giá 119.000 đồng một kg.
rẻ hơn 40% so với sườn tươi, đang ở mức 207.000 đồng một kg. Thịt ba chỉ nhập khẩu có giá 149.000 đồng một kg, thấp hơn 30.000 đồng một kg so với thịt tươi trong siêu thị này. Trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu những khó khăn chung do dịch bệnh COVID-19, thì mức giá này trở thành yếu tố hấp dẫn người tiêu dùng. Người ta nuôi ở nước ngoài mà mình nhập khẩu về được thì là cũng là tốt. Bởi vì ở nước ngoài là bao giờ cũng đảm bảo về cái chất lượng hơn. Mà cái quá trình người ta đóng đông lạnh là cũng tốt. Khi chúng tôi nhận hàng từ cảng để mà có thể thực hiện việc đưa đến tay người tiêu dùng thì cái giá đó nó cũng sẽ ở mức thấp hơn cái việc mà qua quá nhiều khâu trung gian thì cái giá của nó cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến hết tháng 4 năm 2020, Việt Nam đã nhập hơn 50.000 tấn thịt lợn. Hiện Việt Nam đã chấp thuận cho 19 quốc gia với 788 doanh nghiệp được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Chi cục thú y vùng 2 cho biết 100% các lô thịt đông lạnh được nhập khẩu vào Việt Nam đều được lấy mẫu để xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Kết quả xét nghiệm đảm bảo yêu cầu mới được phép làm thủ tục nhập để tiêu thụ nội địa. Toàn bộ quá trình vận chuyển, phân phối đều được bảo quản ở nhiệt độ âm 18 độ C.